Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tính đến quý 2 năm 2016 đạt gần 416.000 tỷ đồng, tăng 5,76% so với đầu năm 2016. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tín dụng 6 tháng đầu năm nay tăng hơn 6,8% so với cuối năm ngoái, đạt 1,3 triệu tỷ đồng. Trong đó, tín dụng bất động sản chiếm gần 13% trong tổng dư nợ. Theo các chuyên gia kinh tế tài chính, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng có thể kéo theo tăng trưởng kinh tế, nhưng trong bối cảnh hiện nay, tăng trưởng tín dụng chưa hẳn đã hiệu quả mà còn có thể gây áp lực lên lạm phát. Nếu kinh tế chưa ổn, dòng tiền sẽ không đổ vào sản xuất kinh doanh, lại chạy vào các thị trường như bất động sản, chứng khoán, ngoại tệ, sẽ gây áp lực lên lạm phát, tiềm ẩn bất ổn